Đến sống tại Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Hòa Bình đã được 5 năm nay, cụ Hằng coi đây như ngôi nhà thứ hai của mình. Không chỉ được chăm sóc chu đáo từ bữa ăn, giấc ngủ, được chăm sóc sức khỏe, cụ còn được giao lưu, trò chuyện, bầu bạn với những người bạn già. Ở ngoài cô đơn sống một mình nó hơi bức bách. Ở đây thì không lo sợ gì nữa cô ạ. Ốm đau thì bác sĩ gần, chả lo sợ gì. Đêm hôm là các cô ấy cũng chăm sóc. Theo số liệu thống kê, cả nước có khoảng 400 cơ sở bảo trợ công lập, tiếp nhận khoảng 40.000 người cao tuổi. Hoạt động chủ yếu mang tính trợ cấp đối với những người cao tuổi thuộc diện chính sách. Trong khi đó, không ít các doanh nghiệp, đơn vị muốn đầu tư xây dựng các trung tâm chăm sóc người cao tuổi, gặp nhiều khó khăn. Cái trung tâm của chúng tôi thì cần phải nó ở trong nội thành để con cái các cụ có điều kiện để đến thăm nom và có điều kiện ở gần các cái bệnh viện. Tại vì người cao tuổi thì lại rất hay bệnh tật. Mà với cái giá cả đất đai ở Việt Nam mà thì chúng tôi không thể có tiền nào để mua được những mảnh đất rộng để cho các cụ. Già hóa dân số thì cũng có nghĩa là số người mà được chăm sóc là ngày càng nhiều. Nhưng mà nếu chỉ có cơ sở của nhà nước không thôi thì sẽ không đáp ứng được cái nhu cầu quyền được chăm sóc của người cao tuổi. Nên là nơi này nơi kia hoặc thời gian này thời gian kia trong nhiều năm qua thì Trung hội đã cũng kiên trì là kiến nghị nhà nước là phải có cái chỉ đạo các bộ ngành chức năng là sớm ban hành các chính sách về ưu tiên xã hội hóa. Dự báo đến năm 2030, tốc độ già hóa dân số nhanh sẽ gây nên quá tải đối với các cơ sở hạ tầng, cơ sở chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Nếu nhà nước không sớm có chính sách xã hội hóa, thành lập các trung tâm chăm sóc người cao tuổi, thì có thể gánh nặng về y tế đối với người cao tuổi sẽ gây ra nhiều áp lực cho xã hội.